Phản ứng của Hoa hậu Kỳ Duyên khi bị nghi khoe ảnh bán nude lên mạng. Việc Hoa hậu Kỳ Duyên khoe hình ảnh để lộ bờ vai trần trên trang cá nhân khiến nhiều người cho rằng cô đã bán khỏa thân để chụp. Mới đây nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đăng tải hình ảnh chụp cùng dàn hoa giấy lên trang cá nhân. Ngoài việc khoe hình ảnh trên, Kỳ Duyên còn gửi lời chúc đến khán giả, thiếu nữ bên hoa giấy. Chúc các nàng 8 trên 3 vui vẻ và hạnh phúc nha. Tuy nhiên ngay lập tức một bộ phận khán giả cho rằng cô nàng đã bán khỏa thân khi thực hiện tấm hình này. Có một khán giả đã đặt ra thắc mắc cho nàng hậu, ủa dậy là bà bán nuôi chạy ra chụp với bông giấy rồi chạy vô hà ta. Đa số khán giả đều cho rằng người này thiếu tinh tế khi đưa ra một câu hỏi đầy khiếm nhã tới Kỳ Duyên. Đáp lại những thắc mắc của cư dân mạng trên, Kỳ Duyên khá thẳng thắn và không có ý né tránh. Nàng hậu còn không ngần ngại vặn ngược lại, rồi thắc mắc để làm chi, Kỳ Duyên viết. Trước đó, khi bị nhận xét mặc phản cảm ở nơi công cộng, Kỳ Duyên cũng bức xúc cho biết áo cô mặc không phải áo lót mà là áo bơi. Kỳ Duyên lý giải thêm, vì mình đang chuẩn bị đi bơi và mình mặc với quần dài, đi dép, đội nón đàng hoàng. Nơi mình chụp là khu biệt thự riêng tư mình ở, không phải nơi công cộng ai cũng nhìn, ai cũng thấy. Kỳ Duyên, sinh năm 1996 tại Nam Định, là Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Khi đăng quang, cô đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Để có vóc dáng nóng bỏng như ở thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên đã phải trải qua một thời gian dài giảm cân đầy gắt gao. Người đẹp nghiêm túc tuân thủ chế độ ăn uống và luyện tập vô cùng chăm chỉ. Sau khi gặt quả ngọt, Hoa hậu Kỳ Duyên đặc biệt ưa chuộng phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ. Không ít lần cô nàng khiến cư dân mạng choáng ngợp bởi những bộ đồ cắt xẻ đầy hiểm hóc,